Xin chào tất cả các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về những tờ tiền in năm 1951. Bộ tiền năm 1951 là một bộ tiền đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ tiền đã thay thế những tờ tiền giấy bạc tài chính, hay chúng ta còn gọi là giấy bạc cụ Hồ ấy. Và những tờ tiền này cũng giá trị tương đối cao. Và mình cũng sưu tầm được một số các loại tiền. Đây, các bạn có thể nhìn thấy có những mệnh giá mình sưu tập được khá là nhiều. Và giá cả của những tờ tiền này nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng của từng tờ tiền. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi video để lựa chọn được những đồng tiền ưng ý nhất cho bộ sưu tập của mình. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về đồng tiền 20 đồng in năm 1951. Số series ở đây là đuôi cuối 815, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, mình sẽ xoay ngược sáng cho các bạn xem để xem về chất lượng của nó. Tờ tiền này thì nó đã bị rách ở các mép tờ tiền, khá là đáng tiếc. Đây, mặt sau của nó hình ảnh của một anh bộ đội cụ Hồ với áo trấn thủ đặc trưng. Hình ảnh hoa văn họa tiết vẫn còn rất là sắc nét. Và tờ tiền này mình bán với giá là 350.000 đồng. Số series là 815. Chất lượng mình sẽ xoay kỹ cho các bạn xem. Đây, và dấu mộc đỏ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Rồi, 350.000 đồng. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về tờ 500 đồng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tờ tiền mang đậm hình ảnh của Điện Biên Phủ kéo pháo vào trong trận địa. Mặt sau của nó đây. Tờ tiền này khi xoay ngược sáng các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, mình sẽ xoay ngược sáng để nhìn thấy độ mới và độ cũ của tờ tiền. Xem thử chỗ nào bị thủng hay không. Mặt sau và mặt trước của tờ tiền đây. Tờ tiền này thì có một vết gấp ở giữa tờ tiền này nha các bạn nha. Và giá của tờ tiền này là 650.000 đồng. Số series là 7840. Bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để ở trên video, hoặc là inbox vào phía dưới phần mô tả video. Tiếp theo là tờ 50 đồng năm 1951. Tờ tiền này còn khá là đẹp, với các cạnh còn rất là sắc nét. Hình ảnh những anh bộ đội cụ Hồ cùng với lại nông dân đang gặt lúa. Đây, số series là 885. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 450.000 đồng. Rồi, tiếp nữa thì là tờ tiền 100 đồng in năm 1951. Tờ tiền này thì nó đã bị rách viền ở đây rồi. Đấy, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Mình sẽ soi ngược sáng cho các bạn xem về độ mới của đồng tiền. Đây. Rồi, để các bạn quyết định xem thử mình có mua hay không. Các góc của tờ tiền thì cũng đã bị rách đôi chút. Rồi, mặt sau của tờ tiền đây, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh công xưởng đang làm vũ khí. Và tờ tiền số series là 252 này mình bán với giá là 300.000 đồng nha các bạn nha. 300.000 đồng. Tiếp theo là tờ tiền cũng là 100 đồng, số series là 7073. Tờ tiền này thì các mép thì vẫn còn rất là ok, tuy nhiên rằng là lại có vết gấp ở trong giữa. Nó đã in ở trên tờ tiền. Mặt sau của tờ tiền hình ảnh vẫn là hình ảnh công xưởng sản xuất vũ khí, năm in 1951. Đây, mình sẽ xoay cận cảnh cho các bạn nhìn cho nó rõ. Và tờ tiền in năm 1951 7073 100 đồng này mình bán với giá là 450.000 đồng nha các bạn nha. Rồi, tiếp nữa là tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, mệnh giá cao nhất ở trong bộ năm 1951 này. Mặt trước hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đây, sẽ xoay cận cảnh cho các bạn nhìn cho nó rõ. Hoa văn họa tiết, tờ tiền cũng không còn mới nữa. 5.000 đồng, mệnh giá của nó là tương đối lớn, nên giá trị của đồng tiền này cũng khá là được cao. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Khi mình soi ngược sáng thì nhìn thấy tờ tiền nó sẽ mua độ mới, độ cũ sẽ tốt hơn là không soi. Rồi, tờ tiền 5.000 đồng này mình bán với giá là 450.000 đồng. Đây, số series của nó là 572.
Rồi, tiếp theo là tờ 1.000 đồng. Tờ 1.000 đồng này mình có rất nhiều các mệnh giá khác nhau. Đây, mình sẽ báo giá từng tờ tiền cho các bạn theo dõi. Tờ tiền có số seri là 068. Nó bị rách ở mép đây, tờ tiền này. Và mình bán với giá là 450.000 đồng. Tuy nhiên là cái tờ tiền này chất lượng còn rất là cứng này, cứng cáp. Giấy còn rất là cứng cáp. Nó chỉ bị rách mép ở đây thôi. Rất là đáng tiếc cho tờ tiền này. Tờ tiền tiếp theo, số seri là 215. Đây, mặt trước và mặt sau của tờ tiền các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy vết gấp này. Đây, vết gấp ở giữa nó tương đối là sâu, có một vết rách ở giữa tờ tiền. Tờ tiền này bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng cho tờ tiền. Rồi, tờ tiền nữa mình lên với các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn là có hai hình, hai vết thủng này. Hai vết thủng trên tờ tiền. Rồi, chất lượng còn rất cứng cáp, hoa văn họa tiết cực kỳ đẹp và sắc nét. Đấy. Điểm trừ lớn nhất là hai cái lỗ đây. Đây gọi là lỗ rồi, không phải là lỗ kim nữa rồi. Mặt sau của nó đây, chất lượng này. Đấy. Rất là cứng cáp. Và tờ tiền này mình bán với giá là 170.000 đồng cho các bạn sưu tầm. Tiếp theo là tờ tiền số seri là 946. Đây, 946, tờ tiền cũng khá là đẹp. Rất là ok. Nó chỉ bị rách ở đây thôi. Đây, xoay ngược sáng cho các bạn nhìn này. Ở giữa thì nó gấp hơi sâu nên cũng có lỗ. Nhưng mà không vấn đề gì cả với tờ tiền nó in năm 1951. Hoa văn họa tiết rất là đẹp. Tờ tiền này thì bán với giá là 350.000 đồng. Số seri là 946 nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn nào mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ chụp ảnh cận cảnh hơn cho các bạn xem. Rồi, tiếp theo là tờ tiền số seri là 994. Đây, nhìn phát là thấy rằng là tờ tiền đã bị rách ở đây rồi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm tới hình ảnh ở trong tờ tiền. Mặt sau của tờ tiền đây vẫn còn rất là rõ nét. Xoay ngược sáng cho các bạn xem. Cũng là 350.000 đồng cho tờ tiền này. Chất lượng vẫn còn cứng cáp, giấy rất là ok. Đấy. Tiếp theo là tờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, số seri là 942. Đây, mặt trước và mặt sau. Đấy. Cũng bị gấp ở đây. Người ta thường hay, ngày xưa người ta hay gấp lại để người ta tiêu cho nó dễ. Thì bây giờ nó thành ghép vết gấp. Đây, xoay ngược sáng cho các bạn nhìn rất là đẹp. Tờ tiền rất là đẹp. Tờ tiền này là công nhận là rất là đẹp. Các mép tiền vẫn còn đẹp. Và tờ tiền này mình cũng bán với giá là... Tờ tiền này thì bán với giá là 370.000 đồng nhá các bạn nhá. Số seri là 942. Tiếp theo là tờ tiền 072. Đấy, tờ tiền này thì đẹp này. Các bạn sưu tầm thì hết ý luôn. Các mép thì còn rất là ok này. Vết gấp thì nó cũng mờ mờ, nó không sâu hẳn, cũng không đậm hẳn. Đấy, các bạn có thể nhìn qua video. Mặt sau của tờ tiền, hoa văn họa tiết còn rất là cực kỳ đẹp. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 550.000 đồng. Đấy, tờ tiền số seri là 072. Rồi, tiếp nữa thì mình lên với các bạn tờ tiền số seri là 839, số thần tài bé. Mặt trước và mặt sau của nó đây, xoay ngược sáng cho các bạn nhìn cho nó dễ hình dung. Đây. Rồi, cũng có vết gấp ở giữa. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 450.000 đồng. Tiếp nữa thì mình lên với các bạn tờ tiền số seri là 354. Tờ tiền này thì nhìn cái là cũng thấy các lỗ thủng li ti rồi. Đây. Tuy nhiên là hoa văn họa tiết ở trên tờ tiền còn rất là đẹp. Mặt sau thì không được ok cho lắm. Đây, mặt trước, mặt sau. Và tờ tiền này mình bán với giá là 150.000 đồng. Các bạn mà muốn sưu tầm mà chơi tiêu bản thì mua tờ tiền này cũng rất là giá trị, rất là mềm rồi. Rồi, tiếp nữa là mình lên với các bạn về tờ tiền 198, số seri 198. Mặt sau của nó đây. Đấy, tờ tiền này thì có cái vết gấp ở giữa đây này. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy. Xoay ngược sáng cho các bạn xem.
một số lỗ kim ở trên tờ tiền. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 370.000 đồng. Còn khá là đẹp các viên mép này. Rồi, tiếp nữa thì lên cho các bạn về tờ tiền 616. Tờ tiền này thì một nửa thì nó đã bị cũ gieo thời gian rồi, còn một nửa thì vẫn là đẹp. Mặt sau thì khá là ok. Và tờ tiền này mình bán với giá là 200.000 đồng cho các bạn. Rồi, tiếp nữa là một tờ tiền đã được nằm trong cái phơi ni lông bảo quản tiền, số seri là 1446. Mặt trước và mặt sau đã bị sứt một góc ở phía bên trên. Và tờ tiền này mình bán với giá là 450.000 đồng, số seri là 446 nha các bạn nhé. Chất lượng còn rất là đẹp đấy. Đây, xoay ngược sáng cho các bạn xem. Và cuối cùng, ở trong những tờ tiền mà mình sưu tầm được thì là tờ tiền số seri là 0137. Tờ tiền khá là ok, chất liệu. Tuy nhiên là tờ tiền này thì đã bị dán ở phía mép bên trên này rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Tờ tiền này mình bán với giá là 600.000 đồng, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1.000 đồng. Rồi, như vậy là mình đã lên cho các bạn về rất nhiều các tờ tiền, các loại tiền ở năm 1951. Và nếu bạn nào mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn, để các bạn lựa chọn được những đồng tiền ưng ý cho bộ sưu tập của mình. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.